Hello các bạn, lại là mình Sóc đây. Mình là Sam nè. Hôm nay chung cư của mình bị cúp điện nguyên một ngày, cho nên ba mẹ quyết định dẫn hai anh em mình tới khu vui chơi gần đó. Giờ thì mình cùng vào khám phá thôi. Khu vui chơi này đối diện nhà thờ Tắc Rỗi, tên là Chú Kiến Con nha mấy bạn. Giá vé chỉ 40k thôi. Ở đây còn bán rất nhiều loại đồ chơi. Có quá trời đồ chơi luôn các bạn ạ. Có cả thức ăn và nước uống nữa. Có tô tượng nữa nè. Có chỗ cho phụ huynh ngồi chờ. Còn tự mình thì chơi ở bên này. Hai anh em mình chơi nhà hạt trước. Trong khu này có nhiều loại đồ chơi lắm nha. Anh hai ơi, chơi đồ hạt cho bé em không? Sau đó mình đi qua khu nhà banh để chơi bắn súng. Sam ơi, xuống dưới đây nè. Hồi cào quá em không xuống đâu. À, em tìm được một cây súng rồi nè. Ta sẽ đi bắn em cái tay đùng đùng. Giờ mình phải nấp đi thôi. Chúng tôi là đội cảnh sát bắt cướp tay. Em sợ cậu đục lớn lắm, em chỉ hết cậu đục nhỏ thôi. Yeah, đã quá. Giờ thì mình chinh phục thử thách leo núi. Đây là căn cứ của mình. Còn bên kia là của em mình. Chỗ này có nhiều đồ chơi lắm nè các bạn ơi. Trong đây còn có bạc nhún nữa đó nha. Anh hai ơi, anh hai nhảy từ từ thôi. Em đé rồi nè. Các bạn có biết đây là trò gì không? Nó giống như là nhảy lò cò vậy đó. Yeah, mình đã hoàn thành rồi. Hai chúng ta là cảnh sát đang đi bắt ăn cướp đây. Ăn cướp hãy đầu hàng đi. Bắt cướp mệt quá, mình ngồi giải lao chút. Tới giờ mình được nghỉ ngơi rồi. Thật là một ngày mệt mỏi. Giờ thì đi giải lao với mấy em khủng long thôi. Trò chơi yêu thích của mình đó. Khu chơi này tuy nhỏ nhưng cũng chất lượng so với giá tiền các bạn ha. Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Đừng quên like và share cho mình. Bye bye.